Thầy ra là cái thầy cho ta là cái thứ nhất á, phải nói rằng từ khi Đức Phật tịch ông A Nan, như các con đọc lịch sử con biết ông A Nan là người đệ tử chứ tịch là năm 120 tuổi, mà khi ông A Nan còn sống đạo Phật giáo đã sai ông chỉnh là không được, người ta đã chê ông này già lú lẫn rồi, ông A Nan nói sai cho nên ông thấy ông không còn, mà ông là người lãnh đạo của giáo đoàn đó, của giáo đoàn Đức Phật để lại, mà ông chỉnh chỉnh không được. Con đọc lại những cái sự kiện của ông A Nan thì các con sẽ thấy rất rõ. Mặc dù là những cái chuyện sử này mình cũng chưa chắc là đúng, nhưng mà nó khó thật. Ngay từ ông ta viết mà khi mà nghe Đức Phật tịch, ông dẫn cái phái đoàn ông về thăm Phật, về làm đám tang cho Phật, thì trong cái số đệ tử nó cũng đã nói thế này thế khác, cái ông già ông chết là đắng như thế này thế kia. Đó là chúng ta thấy. Mà ngay trong khi Đức Phật thì cái giáo đoàn của Đức Phật trong thời đó đã chia làm hai rồi chứ không phải đợi 200 năm sau như trong lịch sử của Phật giáo. Người ta nghĩ rằng 200 năm sau đó, khi Đức Phật tịch thì mới chia làm hai bộ phái, Đại Chúng Bộ và Thượng Tạng Bộ. Nhưng sự thật ra không phải, thời Đức Phật còn tại thế thì đã chia làm hai bộ phái, một bộ phái do Phật lãnh đạo và một bộ phái do Đề Bà Đạt Đa lãnh đạo. Có đúng không? Cho nên đã chia từng đó rồi. Và từng đó thì Đức Phật, cái tài khéo léo của Đức Phật hướng dẫn, cho nên cái bộ phái của Đề Bà Đạt Đa nó chìm xuống. Nhưng vẫn có người tin bộ Đề Bà Đạt Đa, chứ đâu phải là người nào cũng không tin. Nó không phát triển được, nhưng nó vẫn không mất cái mầm đó đâu. Nó không mất cái mầm. Cũng như bây giờ Đại Thừa nó phát triển, dù thầy có hướng dẫn gì thì nó cũng không có vượt nó được đâu. Nó cũng nằm đó. Dù bây giờ cái con đường này có nhiều người tu chứng quả lắm, thì cái pháp Đại Thừa nó vẫn còn. Đã nó có là nó phải còn. Nó phải chứ không phải nằm. Và cái điều kiện mà nói từ ông A Nan chết mà cho tới bây giờ có người nào chứng quả là hay không, có những người tu theo đạo Phật, thật sự nếu có thì chúng ta đã có một chặng đường, một khoảng thời gian đó có chứng quả. Bởi vì một người tu chứng quả là họ không bao giờ đã chứng, dù họ tu rồi họ thấy không duyên họ tạo duyên, bởi vì đạo Phật có nói rất rõ, mấy cha thấy quá duyên rồi chúng không có duyên, mình đi xin để người ta xếp cho mình một bát cơm là gieo duyên với họ, tạo duyên cho họ để cho mình độ họ, chứ không phải nói là tôi thấy tôi không có duyên thôi tôi bỏ tôi nhập việc tôi đi chứ tôi không độ ai nữa. Không phải, đạo Phật còn một hơi thở một ngày vẫn tạo duyên cho mình để giúp đỡ chúng sanh tha khổ sự đau khổ sự kiếp này. Đạo Phật gọi là tứ vô lượng tâm từ bi vô lượng, thì không thể nào trong một phút tu chứng mà làm ngơ trước cái sự đau khổ của chúng sanh. Đạo Phật không làm ngơ. Cho nên xét chỗ đó, chúng ta thấy từ khi Đức Phật tịch cho đến giờ, chúng ta thấy có ai chuyển được pháp của Phật, xây dựng nền tảng đạo đức của Phật trong bát chánh đạo, trong tứ diệu đế, bốn chân lý này không? Chúng ta xét các tổ triển khai như thế này, triển khai như thế khác, kinh sách đều còn để lại dấu vết của những người truyền thừa đạo Phật. Những kinh sách đó còn để lại như rừng, chúng ta tìm một cuốn sách để chuyển lại cái chân lý của đạo Phật, để biến nó thành một cái nền đạo đức không làm khổ mình, khổ người, như trong kinh sách Nguyên Thủy đã từng nhắc cái tên này. Thế rồi bây giờ chúng ta thấy có một người nào làm cái điều này không? Bởi vì ngoài cái đạo đức không làm khổ mình, khổ người, ngoài cái giới luật của Phật, cái giới hành, chúng ta tìm cái bộ giới đức, giới hành, giới hạnh, chúng ta không thấy những bộ giới này, vậy thì bậc A-la-hán ra đời để hướng dẫn đức hạnh, phạm hạnh của người tu sĩ Phật giáo ở chỗ nào? Có cái bộ sách, có bộ sách giới đức không? Có bộ sách giới hành không? Có bộ sách giới hạnh không? Chỉ có bộ giới cấm, có không? Chúng ta tìm cái bộ giới, tức là Đức Phật, đạo Phật nó có ba cấp giới định tuệ, có phải không? Mà bây giờ về cái bộ giới thì dường như là chúng ta có thấy cái bộ giới cấm mà không thấy bộ giới đức. Đâu có giới đức, kiếm giới đức cũng còn à. Như vậy là có A-la-hán mà tại sao không xây dựng được giới đức? Mà giới đức là phạm hạnh, là cái hạnh sống của một tu sĩ, không thể nào thiếu được. Mà ngày xưa Đức Phật nói đó là phạm hạnh. Phạm hạnh tức là hạnh của Phạm Thiên. Cho nên có một người viết cái câu mà nói trong 13 năm sau Đức Phật mới chế giới, tức là theo giới bổ mà nói, thì giới luật chưa có mà tại sao nói là phạm hay là không phạm? Sự thật ra giới luật đã có trước Phật chứ không phải sao. Tại sao biết giới luật có trước Phật?
Bởi vì khi mà chúng ta vào theo đạo Phật thì Đức Phật bắt buộc, Đức Phật nói mình phải tự nguyện sống đời sống phạm hạnh. Phạm hạnh tức là phạm thiên, mà phạm thiên tức là đức hạnh chỉ giới. Như vậy là giới có trước Phật chứ đâu phải Phật chế, có phải không? Cho nên chúng ta thấy rất rõ ràng năm điều kiện của Bà La Môn thì Đức Phật chấp nhận có giới luật và trí tuệ mà thôi, có phải không? Bỏ ba cái điều kiện kia mà chỉ lấy có hai điều kiện giới luật và đức hạnh trong bài kinh Sunada, phải không? Cho nên Đức Phật nói bây giờ một cái người giữ gìn giới thì phải có trí tuệ, có trí tuệ thì phải giữ gìn giới. Cho nên Đức Phật nói trí tuệ ở đâu là giới luật ở đó, giới luật làm thanh tịnh trí tuệ, mà trí tuệ làm thanh tịnh giới luật. Còn sanh ra bãi đời của Bà La Môn, Đức Phật nói dù bãi đời mà phạm giới, cái người đó có xứng đáng là Bà La Môn? Ông Bà La Môn cũng đành chịu phải bác nó thôi. Bây giờ một người thuộc chú thuật kinh sách thông suốt tam tạng kinh điển đi, kinh sách Vị Đà đó, tụng niệm rất hay, chú thuật rất giỏi, nhưng người này vẫn phạm giới, thì người này có xứng đáng là Bà La Môn không? Cho nên bỏ cái giỏi về chú thuật kinh sách này hết, tụng niệm này bỏ luôn hết. Một cái người Bà La Môn phải đẹp trai, xấu trai thì không được, phải đẹp 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp mà phạm giới, thì người này có xứng đáng là Bà La Môn không? Cái ông Bà La Môn chúng ta không xứng đáng, chỉ có giới luật và trí tuệ mà thôi, có đúng không? Cho nên lấy cái đúng của Bà La Môn mà dẹp cái sai của Bà La Môn, chứ ông Phật không có cái gì mới. Còn bây giờ hồi nãy con hỏi thầy tại sao Đại Thừa nó có cái đúng mà không khen, phải không? Không khen nó mà cứ chê nó không. Cho nên có những quan điểm là không đồng ý với thầy. Thật sự những cái đúng là những cái của Phật. Cho nên những cái mà trong kinh sách Đại Thừa đúng mà thầy không nói là những cái của Phật. Thì bây giờ nói của Phật cũng như là của Bà La Môn, cũng như ngày xưa Bà La Môn những cái sai thì Đức Phật bác, lấy những cái đúng mà thôi, chứ Đức Phật đâu nói đây là cái của Bà La Môn, phải không? Cho nên thầy làm giống ông Phật không? Bây giờ lấy cái này Đức Phật nói trí tuệ và giới luật mà thôi, phải không? Thì trong cái Bà La Môn nó có cái giới luật và trí tuệ, thì cái này bây giờ là của Phật, phải không? Thì bây giờ thầy nói cái đúng của Phật thì trong cái đúng của Đại Thừa nó vẫn có cái của Phật. Bây giờ thầy khen nữa là khen sao? Phải cái ông Đại Thừa mang cấp của Phật, có đúng không? Chứ phải cái này của ổng thiệt, riêng của ổng đó, thì khen cũng phải đi. Nhưng mà cái này là đâu phải. Cho nên nói bát chánh đạo ổng cũng ăn cắp của Phật, chứ ổng Đại Thừa ổng có bát chánh đạo sao? Ổng nói tứ diệu đế, ổng có tứ diệu đế, ổng nói khổ tập diệt đạo, mà nhiều khi kinh Bát Nhã còn nó vô khổ tập diệt đạo nữa, nó còn bát cái chân lý của Phật nữa, có hơn. Cho nên vì vậy thấy thầy nói nó bát thì mới còn thấy đúng. Cho nên nói thầy đúng, thầy bát đúng, mà sao khen Đại Thừa có cái đúng mà sao không khen? Sao được, cái đó là của Phật mà làm sao khen, có phải không? Cho nên bây giờ mấy con hiểu là thật sự ra thầy biết Đại Thừa nó có cái đúng, nhưng mà cái đúng của nó là cái đó mượn của Phật, mà nó từ cái gốc của Phật đó là cái đúng, nó mới triển khai cái ngọn của nó mới thành khai. Cũng như bây giờ Phật dạy mình tu thiền xả tâm để nhập tứ thiền gì, để ly dục ly ao pham, thì ảnh cũng từ cái chỗ mà xả tâm, ảnh cũng nói ngăn ác diệt ác, ảnh cũng dạy tứ chánh cần, nhưng mà ảnh không thèm giữ giới luật, cho nên không ly. Vì vậy đó ảnh ức chế tâm, ảnh ức chế tâm cho hết vọng tưởng, ảnh chẳng niệm thiền niệm ác, ảnh giữ ưng vô sở trụ như sanh trì tâm, cho nên ảnh đi lạc vào cái đường tưởng. Bây giờ thì nói những cái sai, nhưng mà trở lại cái đúng ngăn ác diệt ác thì Phật đã có đây rồi hết. Bây giờ khen ổng là cũng như khen Phật, thì như vậy là rõ ràng thì dựng lại những cái mà Đại Thừa đã ném bỏ, còn những cái mà Đại Thừa nó giữ mà nó làm như lưu lờ, nó không có đúng. Bây giờ chúng ta đọc thấy đúng, nhưng mà cái đúng này là cái đúng của ổng mượn của Đại Thừa mà ổng triển khai, cho nên nó Phật giáo phát triển nó dựa vào những cái cốt tủy của Phật giáo đây, nó triển ra cái ngọn cái nhánh của nó, mà cái ngọn cái nhánh nó là sai. Cho nên thầy nói cái ngọn nhánh sai mà thầy không nói cái gốc sai, cho nên nó đúng thì thôi, đúng thôi. Vậy thì các Phật tử cũng nên hiểu rằng thầy dựng lại những cái mà Đại Thừa nó dùng cái nhánh lá, cái ngọn nó đẩy lên, nó đẩy lên, nó làm cho cái gốc đó nó mất đi. Còn bây giờ thầy mới dập cái ngọn lá của nó ra để cho nó lòi cái gốc lên. Bây giờ bảo thầy khen Đại Thừa có cái đúng là sao? Thầy dạch ra như vậy để cho mình thấy cái đó là của Phật, có đúng không? Bởi vì nó là Phật giáo Đại Thừa, cho nên nó có cái gốc của Đại Thừa, ở nó có gốc của Phật giáo. Còn cái ngọn cái lá mà nó phát triển, nó tiến giải, nó làm cái ngọn cái lá nó rùm ra, nó dữ tợn, nhưng mà nó đậy lại cái gốc của nó, nó làm chúng ta mất cái gốc tu rồi. Thậm chí như cái nền đạo đức nhân bản nhân quả đó, không làm của mình của người, nó cũng đậy mất đi. Cho nên chúng ta thấy sao không có cái đạo đức của Đạo Phật kia,
đâu có chi mà giải cúng bái cầu siêu cầu an không mà. Thôi mà cầu đi cảnh giới này cảnh giới kia mà còn cái đạo đức để mình sống mình đối xử nhau thì không thấy. Nhưng mà thật thật ra thì nó có, nhưng mà dường như là chúng ta lại cứ dùng cái ngọn lá đó đến chùa lại phật thầy thì gia đình mình giỏi bình yên, ngồi cho cầu an cầu siêu, hoặc là ngồi thiền thì cầu giảng sanh, hoặc là ngồi thiền để chuyển tánh thành Phật. Thì như vậy rõ ràng là chúng ta dùng cái ngọn không, mà chính ngay cái chỗ ly dục ác pháp này hàng ngày chúng ta sống từng cái hành động thiện á thì chúng ta quên mất đi. Nhưng mà bây giờ lật ra thì mình thấy đại thừa có những cái này chứ cũng nói dạy mình, nghĩa là mắt nhìn thấy sắc thì không nên để sắc dính, thì nó là thiện cái gì, phải không? Dính sắc thì nó sanh đi dục thì thiện cái gì? Thì bây giờ không lẽ đem này thờ anh nói cái này đúng, cái đại thừa nó cũng có những cái đúng như vậy là rõ ràng là ở Phật giáo đã dạy rồi. Cho nên thầy chỉ cần dựng lại. Cho nên lúc bây giờ đó, trong thời Đức Phật có nhiều người khen Đức Phật những gì mà người ta đã ném bỏ Đức Phật đã dựng lại. Không phải không, mấy con đọc lại cái bài kinh của Phật, người ta khen Phật là dựng lại những cái gì đã bị hoại đạo ném bỏ. Còn bây giờ thì dựng lại những gì mà các tổ đã ném bỏ. Bây giờ họ kiến giải rồi, họ phủ lên cái gốc của nó. Chứ nó đâu phải là đại thừa, nó không có cái đúng. Nhưng cái đúng nó là cái gốc của Phật giáo chứ cái gì. Cũng như cái mà đúng của Phật mà hiện giờ cái đúng của Phật là cái của Bà La Môn đúng cái gì. Chứ đâu phải Đức Phật theo Bà La Môn tu, chứ Đức Phật có cái đạo Phật mới ở đâu bao giờ. Hồi Đức Phật đi tu đâu có đạo Phật. Nhưng mà dựng lại những cái đúng của Bà La Môn mà dẹp bỏ những cái sai của Bà La Môn. Mục đích của thầy bây giờ dẹp bỏ những cái sai của đại thừa mà dựng lại đúng cái đúng của đại thừa là đúng của Phật giáo chứ có gì đâu. Cho nên ở đây không có nghĩa là khen của Phật giáo cái đúng của đại thừa, tức là có tiểu thừa và có đại thừa hẳn hoài đó ràng. Như vậy là có hai pháp. Còn ở đây không có. Thầy là tu sĩ đại thừa, thầy mặc áo này mà thầy làm cái tốt lại đại thừa, tức là cái sai của đại thừa dẹp xuống mà dựng lên cái tốt, mà cái tốt đó là của Phật giáo. Nói Phật giáo, nói nguyên thủy chứ sự thật. Nói nguyên thủy tức là nói cái gốc của Phật giáo, mà trong đại thừa có cái gốc, có đúng không? Mà cho nên cái đúng của đại thừa là cái đúng, là cái gốc của Phật giáo mà thôi, chứ không có gì hết, không có gì mà lạ hết. Cho nên thầy không khen là phải. Khen cái gì? Lật nó ra rồi thì thấy rồi là của Phật giáo chứ cái gì mà khen. Thì ông là Phật giáo mà bây giờ cái đúng hồi nào tới giờ ông phủ ông đẩy kính lại tôi, bây giờ tôi lật ra cho thấy rồi thôi chứ còn gì khen nữa. Bây giờ cái đúng của ông cứ ông lon tu đi, phải không? Đúng rồi chứ. Còn nói về chứng của A-la-hán, thật sự là từ xưa đến giờ, từ cái ngày Đức Phật tịch, ông Na-nan tịch rồi tới bây giờ, chúng ta không tìm thấy một vị chứng của A-la-hán. Nghĩa là chúng ta có thể chứng thiền, chứng đạo bằng cách ngoại đạo. Có thành thông có đủ sức thành thông có. Nhưng mà nói về chứng thiền mà chứng để mà ly dục đạo pháp, mà đúng là ly dục đạo pháp của đạo Phật thì không có. Bởi vì con đường của đạo Phật phải ly dục đạo pháp, mục đích bất động tâm. Mà cái người chứng mà chỗ vô lậu bất động tâm thì không có. Cho nên chúng ta thấy không có được triển khai chánh pháp của Phật. Từ đó tới giờ chúng ta đi tìm cái kinh sách bây giờ cả, kêu là cả kho cả rừng đó, cả rừng kinh sách của Phật giáo bây giờ tìm lại coi có cuốn kinh nào mà nó đã dựng lại những cái gì của Phật giáo kia chưa có. Cho nên chúng ta xác định rằng chưa có người chứng chứng A-la-hán. Phải, mình phải thấy quá trình thời gian chứ, rồi mình nghiệm lại qua những cái cuốn kinh nào mà nói ông đó chứng của A-la-hán rồi, ông thấy ông không có duyên thôi, ông nhập diệt, ông vô rừng núi ở, ông tịch, điều đó vô lý. Một người tu chứng của A-la-hán vô lậu, họ rất thương những người còn lậu hoặc, họ không bao giờ bỏ đâu. Thậm chí như thầy có biết, thầy thấy rõ ràng mình không đủ duyên đâu, mà không có hòa thượng Thanh Từ chắc chắn mấy con chưa biết thầy đâu. Một tu sĩ, từ một tăng sinh, một tu sĩ đi học, chứ thầy có đi thuyết giảng giảng sư đâu mà Phật tử biết thầy. Mà bây giờ đụng cái thầy tôi vậy, thầy nói vỗ ngực như ông Phật nói ta chứng chánh quả A-la-hán, trời đất ơi, ai tin ông nói dốc đó, có phải không? Cho nên khi mà được hòa thượng Thánh Từ là thầy phải chứng được thiền tông. Mặc dù hòa thượng đã triển khai thiền tông thì ít ra hòa thượng cũng phải thấy thầy đã hiểu biết thiền tông như thế nào, giống như hòa thượng hay không. Hòa thượng ấn chứng cho bộ mấy con lợi đó, mấy con nó bậy bạ hòa thượng chứng cho đâu mấy chuyện dễ. Còn cái phần tu giải thoát làm chủ thì hòa thượng làm sao biết được, mà đem cái này ra thì hòa thượng tao không biết thì mày tu bậy, phải không? Có đúng không? Mình là học trò thì hòa thượng vẫn nói thẳng được chứ sao. Mày này tu trật, tao dạy mày phải kiến tánh thành Phật, mà bây giờ không kiến tánh mà mày nói cái chuyện mày nhập định như vậy rồi mày quậy đạo rồi, có đúng không? Hòa thượng nói rõ ràng mà, đó đúng mà, nó hiểu gì đó không? Nhưng mà thầy đến đó hòa thượng ấn chứng thầy hẳn ngoài đàng hoàng là thầy rất là thông suốt thiền tông. Coi như thầy phải trải qua một cái giai đoạn tu thiền tông gì để làm gì, để hòa thượng ấn chứng mình, nói thầy đã chứng được cái thiền tông như vậy làm cho mọi người tin nơi mình.
nhưng mà thầy lại hướng dẫn họ đi vào con đường giới định đoạn. Mục đích chính là chúng ta nhắm vào chỗ ly dục leo pháp để làm chủ được bốn sự đau khổ sân già bệnh chết, chứ không phải ngồi thiền nhập định kiểu này, không phải chiếm tánh kiểu này mà gọi là làm chủ được. Các bạn hiểu điều đó chưa? Cho nên vì vậy mà thầy phải chờ đợi chịu đựng núp sau lưng hòa thượng để giúp đỡ huynh đệ mình. Nhưng cuối cùng duyên nó không đủ, bởi vì mình không có duyên, mình nhờ duyên của người khác. Người ta đã có duyên người ta gieo, còn mình không duyên thì mình phải tạo duyên mới. Cho nên lần lượt mấy con đủ duyên hôm nay là thầy đã tạo duyên mới. Các bạn mà tạo duyên mới là vất vả. Bữa đi xin thầy đặt tăng vấn đề, bữa đi xin người ta cho thì mình có ăn, mà bữa người ta không cho thì kể như là mình đói, phải không? Chứ còn nhập diệt rồi thì có đói có khác gì nữa đâu, không phải sung sướng sao? Nhưng mà thương chúng sanh phải chịu khổ đau với chúng sanh. Các con không hiểu, các con tưởng rằng đâu phải một người mà tu hành rồi họ còn ham danh sao? Họ thấy mang cái thân này là mang cái khổ, mang cái bệnh ở trong cái ổ bệnh. Họ đi tới đâu là họ biết cái ngục tù ở chỗ đó đang giam họ trong ngục tù đó, chứ họ đâu có ham sống đâu. Ta còn biết khi người ta làm chủ rồi, người ta muốn đi cho khỏi cái thế gian này liền, nhưng mà ta không nỡ đành lòng, bởi vì còn biết bao nhiêu người đang đau khổ trong cái lậu hoặc của mỗi người. Cho nên thầy không bỏ được, chứ còn thầy bỏ được là kể như là thầy khỏe nhất rồi. Bây giờ thầy có duyên, cho nên vì vậy mà mấy con đến đây thầy không bỏ mấy con. Thầy cố gắng, thầy kéo dài để mà thầy chỉnh lại. Bởi vì thầy nghĩ rằng có một bậc A-la-hán mà ra đời, họ đã làm như thầy, chứ không có người nào mà không làm. Phật giáo đã bị che phủ hết rồi, mà không làm thì ai biết đường đây? Tất cả những người hướng đến Phật pháp họ sẽ hướng đường sai sao? Cho nên cái quá trình 2000 mấy trăm năm cho tới bây giờ, chúng ta mới thấy được những cái bộ sách mà thầy nói làm cho họ giết mình. Cái ông này ông tu cỡ nào mà ông nói tổ nói này kia dữ tợn quá vậy? Ông sợ đọa địa ngục sao? Trời đất ơi, nếu mà thầy chưa tu xong đợi địa ngục, thầy có biết nó ở chỗ nào mà thầy dám nói kiểu đó? Là chắc chắn là thầy, cái đầu của thầy nó chỉ kéo xuống dưới, nó dìm dưới, mà nó giật đầu thầy, nó hành hạ chứ dễ gì nó tha. Nhưng mà thầy biết rằng mình làm chủ được, không có bao giờ có quỷ sứ ngu đầu nào mà lôi đầu thầy được nữa. Cho nên ai nói ai sai là nói sai, mà ai đúng nói đúng, không sợ ai nữa hết. Người ta tu được người ta mới dám chứ, mấy con cứ nếu mà tu không được dám nói không? Mấy con bây giờ mấy con dám nói gì không? Nó đụng tới mấy ông thầy đó coi chừng, đừng có nói tới mấy ổng là đọa địa ngục mà chết. Nội bao nhiêu đó là mấy con cũng quả hồn nữa, chứ đừng nói chuyện mà dám nói. Ai cũng vậy chứ, nhưng mà cái đôi mắt người ta đã thấy rất rõ rồi, người ta biết được cái sức làm chủ người ta rồi, người ta đâu có sợ nữa. Còn người nào lại ai cũng mang cái tâm sợ sợ chứ, làm sao mà ai không sợ? Nhưng mà khi người ta tu đến nơi đến chốn, người ta đâu còn sợ ai nữa. Nói là nói người ta đâu sợ. Chẳng hạn như bây giờ thầy đặt thành vấn đề, các con biết thầy chỉ là hạt cát đứng giữa cái bãi cát của Đại Thừa. Một hạt cát mà đứng giữa một cái bãi cát hàng vạn như vậy mà thầy dám nói thì các con biết à, thầy có sợ không? Nếu mà thầy sợ chắc thầy không dám nói. Nghĩa là thầy nói tất cả những Phật giáo mà Đại Thừa nó tổ chức các thầy mà về đây phun nước miếng không, thầy cũng ngộp chết chứ đừng nói chi nó dậm. Có đúng không? Chứ đừng nói thầy hở miệng ra thầy nói một chứ họ bác thầy, họ nói nặng nhẹ thầy tức 10 lần chứ đừng nói. Thầy biết bây giờ họ đưa lên mạng họ nói thầy bao nhiêu không? Thầy biết hết à. Chứ đâu phải thầy không biết, nhưng mà họ nói kệ họ, thầy im lặng như thánh có gì đâu, họ có biết gì thầy được đâu. Thầy biết hết chứ không. Nhưng mà thầy chỉ ước ao mấy con tu tập là tiếng nói của mấy con trả lời họ đó. Còn mấy con tu tập không được là mấy con không có trả lời được gì hết. Không, mấy con thấy chưa? Thầy ngồi đây chứ thầy biết hết mọi chỗ, thầy không có thần thông. Nhưng mà vì họ nói như thế nào thầy cũng biết, cũng hiểu. Nhưng mà họ là người không hiểu, đáng thương họ chứ đâu phải đáng ghét họ. Họ bị gì cái kiến chấp của họ ở trong kinh sách Đại Thừa, họ mới luận. Họ nói thầy tu chứng của A-la-hán mà còn biết mình chứng của A-la-hán là không tu chứng của A-la-hán. Họ hiểu theo kiểu mà Đại Thừa nói. Sự thật là trong kinh Nguyên Thủy Phật cũng có nói câu nói đó. Như thế nào các con biết? Khi thầy nhập định, thầy ở trong định mà thầy thấy thầy nhập định thì cái kiểu đó làm sao mà có hai cách biết ở trong này một lượt được không? Các con thấy bây giờ thầy xuất định ra, thầy biết thầy nhập định, thầy chứng của A-la-hán. Nhưng mà khi thầy nhập định rồi thì thầy ở trong định, hỏi thầy biết biết cái gì? Thầy ở trong cái trạng thái của cái thế giới của khác rồi, chứ bộ thầy ở đây thầy biết thầy nhập định. Có đúng không mấy con? Cho nên câu kinh Phật đúng. Nhưng mà mấy ông này nói, mấy ông này dựa vào đó để nói một người chứng của A-la-hán còn thấy mình chứng của A-la-hán là chưa chứng của A-la-hán. Câu nói thiệt là quê. Nghĩa là thầy hết tham si, thầy biết rõ ràng thầy hết tham si, tâm thầy vô lậu, người ta chửi không giận thầy biết chứ. Có đúng không? Họ đâu có ngờ quả A-la-hán là ở trong bàn tay của thầy. Người ta chửi thầy không giận là nó ở bàn tay thầy chứ ở đâu. Mà thầy hở giận ra nó có lậu hoặc liền đó thì thầy có ở quả A-la-hán thôi. Chứ đâu phải A-la-hán là phải có tâm minh thần thông.
Nhưng mà từ cái chỗ mà tâm bất động này, nó sẽ có đủ tâm mình thành không đó mấy con. Nó không thường đâu. Cho nên đừng có nghĩ cái cao siêu đó, mà hãy nghĩ cái chỗ mà người ta chửi mình không giận nè. Ngày ăn một bữa được nè, không còn đói khát, không còn thèm ăn, không còn tham uống. Cái này là quá là hắn tâm tay thầy đó. Mấy con cũng nắm được hết rồi đó. Nhưng mấy con cứ buông dục ra. Bữa nay ở đây ăn bữa, mà mai mấy con đi ra đó, ngồi xe thôi bây giờ vô quán này làm bữa sáng này, mình đi cho nó khỏe. Thì mấy con dục tay mất rồi. Bờ bên này, bờ bên kia không ở, mà cứ nhảy qua bờ bên này ở. Thì tức là mấy con bỏ qua A-la-hán của mấy con chứ. A-la-hán ở trong tay mấy con chứ đâu. Trong tầm tay của mấy con, người nào cũng có quả A-la-hán hết á. Nhưng mấy con cứ dục tay à. Còn thầy thì nắm chặt. Dù đi tới đâu cũng vậy, đúng giờ thì ăn, mà không đúng giờ nhất định không ăn. A-la-hán thầy rõ ràng. Người ta không hiểu quả A-la-hán, người ta chưa chứng quả A-la-hán. Cho nên mấy người nói cái câu nói đó thầy biết, họ chưa được nếm mùi vị A-la-hán chút nào hết, chưa biết. Có đúng không? Con biết rõ mà đâu, thầy nói đâu có. Thầy đâu có nói cao siêu thần thông phép tắc đâu mà mấy con nói con không hiểu. Người ta chửi mình không giận thì A-la-hán ở đó chứ còn ở chỗ nào nữa mà đòi. Mấy con làm được không? Chưa làm được thì chưa A-la-hán chứ còn làm được. Thi thử người ta chửi đừng thèm giận thì có sao, mình làm được mà, không giận thì được thôi chứ. Cũng như sáng không thèm ăn thì mình không ăn thôi chứ có gì đâu, cái chuyện đó ai làm cũng được hết. Cái A-la-hán nó dễ, nó trong nắp tầm tay, nó nắm được ở trong tay. Mà mình cứ buông ra, cho nên nó phạm giới đó là buông ra. Quả A-la-hán là giới luật bất động tâm đó mấy con. Chứ đâu có cái gì đâu khó, thầy nó không có đâu. Giới luật đề ra hết, bao nhiêu giới nắm gọn, không phạm, không vi phạm một lỗi nhỏ nhặt, tức là quả A-la-hán nơi đó. Chết nó sẽ trở về Đức Phật, không còn ở chúng sanh. Mình phạm giới đó là mình còn trở về chúng sanh đó. Chứ còn mình không phạm giới là không trở về chúng sanh đó. Giới vô lậu mà quả A-la-hán là quả vô lậu chứ gì. Mà tu giới vô lậu thì nó là sống rồi chứ còn đơn gì. Còn định vô lậu rồi tệ vô lậu là chỉ chẳng qua làm chủ chơi cái thân này. Lấy đen người ta chơi cho người ta biết là tôi làm chủ, muốn chết thằng nào chết, muốn sống nào sống. Cái đó là chỉ làm chơi vậy thôi chứ có ăn thua gì. Ăn thua chỗ giới đó mấy con. Nó khó tu là khó tu chỗ giới chứ không phải là chỗ thiền định đâu. Cho nên Đức Phật nói thiền định nhập định không có mệt nhọc, không có khó khăn. Có phải không? Còn bây giờ mình cứ lo thiền định mà cái giới luật thì ôi thôi nó phạm tùm lum. Ăn ngày ba bữa mà tối chổng khu ngồi thiền 1-2 giờ, thầy thấy thiệt nó mệt nhọc, thôi đi ngủ đi cho sướng à. Có phải không? Ăn khi thời mà ngồi thiền để làm Phật à. Phật sao mà ăn sống khi thời như vậy? Đâu có đúng. Không, thầy nói thật, nói đúng. Sao con cứ suy ngẫm đi những cái lời đó đúng. Khi nào mấy con sống đúng thì mấy con tu thiền định mới đúng. Mà mấy con sai là mấy con tu thiền định sai, nó lọt vào thiền tạp. Bởi vì ngoại đạo nó vẫn theo dục lạc mà nó vẫn ngồi thiền nhập định. Cái thiền đó đâu phải là thiền của Phật đâu. Không, bây giờ xong rồi không? Như vậy là từ xưa đến giờ, từ ngày ông A-la-hán chết tới giờ không có A-la-hán. Mà A-la-hán thì trong tay chứ không, người nào cũng có hết chứ không phải là không. Mà cứ mở tay cho nó vụt nó chạy ra hết. Có đúng không? Không chịu nắm lại. Đó, cái người khôn người ta nắm lại, cho nên người khôn người ta ở bờ bên kia, người ta không trở về bờ bên đây nữa. Cho nên người ta giải thoát luôn. Còn mình thì nhảy qua nhảy lại. Nghe thầy nói thì cũng thích. Thôi làm được, thôi nhảy trở lại. Chẳng cho nó giận thường, phiền não, chẳng tích một chút. Rồi cái nhảy qua bên đây, đau khổ quá, nhảy qua bên này ở một chút. Chút rồi cái nhảy lại, cứ nhảy qua nhảy lại như vậy rồi. Biết chừng nào mà cho ở được bên đây thôi luôn. Phải không? Đúng là mấy con đời mà không muốn bỏ, mà đạo lại muốn thêm đó. Cho nên biết luôn cả hai bên. Đúng rồi, thầy chỉ lấy bên thôi. Còn bên kia, thầy quản thầy sợ rồi thầy bỏ. Cho nên thầy dở hơn mấy con. Mấy con ôm đồm luôn cả hai.